Xin chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi trên kênh Gas 8 TV. Từ hôm qua đến giờ thì cô chú anh chị và các bạn cũng đã thấy những cái câu chuyện liên quan đến view anh. Nó là một cái đề tài bàn tán rất là sôi nổi. Nhưng khi vào trang cá nhân của chị view anh thì Gas 8 TV lại thấy có một cái như giống như là nhắn gửi đối với tất cả mọi người, kể cả là CEO Nguyễn Phương Hằng thì phải. Không biết là cái này có phải là cái hàm ý đó không. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Gas 8 TV vẫn nói với cô chú anh chị và các bạn và tất cả các anh em, đây là một thời điểm rất là nhạy cảm. Và không biết là có phải là những lời tuyên chiến hay là những cách mà ekip hoặc là bản thân những người làm truyền thông liên quan đến ca sĩ Viu Anh làm hay không, thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau. Trước hết là chúng ta hãy nghe như thế này. Cảm ơn vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân để có được cuộc sống như mình mong muốn. Dù tất cả CEO chúng ta trong và sau Covid để tồn tại và phát triển chẳng dễ dàng chút nào. Thêm nữa, những bà mẹ chúng mình trăm ngàn việc không tên cho đàn con, chưa kể cả trăm xuôi tháng hạn. Cứ bình thản, lạc quan với tất cả, không cần gồng mình chứng tỏ, năng lực bản thân sẽ được chứng minh qua thành quả, qua hậu vận, và rồi vị trí của ai ở đâu sẽ lại vào chỗ đấy. Cuộc sống luôn công bằng với tất cả những điều chúng ta có, đều do hành trình gây dựng. Công nhận nỗ lực của người khác cũng là để cách giúp chúng ta thêm động lực cố gắng cho mình. Cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân để có được cuộc sống như mình mong muốn. Dù tất cả CEO chúng ta trong và sau Covid để tồn tại và phát triển không dễ chút nào. Câu này thì không biết là mọi người hiểu sao, nhưng có lẽ là những người yêu quý CEO Nguyễn Phương Hằng hay là bản thân Gas 8 TV thì cũng có lẽ là đọc cái này thì cũng hơi chạnh lòng một chút, đúng không ạ? Không biết là cái thông điệp này là gửi cho ai, có phải là cho tất cả mọi người để có một cái năng lượng đầy nghị lực để phát triển và vươn lên hay không. Nhưng sau những cái đoạn ghi âm liên quan đến câu chuyện của ca sĩ Viu Anh thì chúng ta cũng đã thấy rồi, một loạt các kênh YouTube bị đánh bản quyền. Thế còn về hình ảnh thì Gas 8 TV không biết, thế nhưng mà Gas 8 TV tin rằng là đối với câu chuyện của ca sĩ Viu Anh thì có lẽ nếu bị đánh bản quyền, xin thưa với tất cả mọi người, chỉ có thể là chủ kênh và những người sở hữu cái bản quyền giọng nói cũng như là cái lời nói của Viu Anh mới có thể đánh. Thế còn những cái lời bao biện như của Đinh Lan thì Gas 8 TV bỏ ngoài một bên nhé. Gas 8 TV không đánh giá cao về những cái điều đó, bởi vì bản thân Đinh Lan không hiểu về YouTube. Trên hệ thống của YouTube nó sẽ có những con robot độc lập đánh giá cũng như là về tất cả mọi sự việc liên quan đến những cái tranh cãi liên quan đến YouTube. Còn về cái sự việc mà tất cả các chủ kênh, một số người lấy ghi âm trong đó có giọng của ca sĩ Viu Anh hoặc là liên quan đến cô ấy, thì về nguyên tắc nha mọi người, cô ấy cũng sở hữu bản quyền lời nói của mình thì cô ấy có quyền đánh. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều kênh YouTube họ cũng sẽ không nói về vấn đề này, họ sẽ không nói rằng họ bị đánh bản quyền hay như thế nào đó. Nhưng cái điều quan trọng nhất ở đây đó là có lẽ đây là một lời tuyên chiến cho tất cả trong cái câu chuyện liên quan đến những cái tranh cãi mà chúng ta đang xem và những cái bàn tán sôi nổi của mọi người về câu chuyện của ca sĩ Viu Anh. Phải nói rằng là trước kia liên quan đến câu chuyện của ca sĩ Viu Anh thì xin thưa với tất cả mọi người là bản thân ca sĩ Viu Anh cũng đã đánh hình ảnh, bản quyền hình ảnh của rất nhiều người, không có loại trừ Gas 8 TV sau cái video này. Có lẽ là mình cũng phải gỡ đi cái hình ảnh của cô ấy, bởi vì khi cô ấy đăng ký bản quyền hình ảnh thì cô ấy sẽ đánh tất. Nhưng về một cái góc độ nào đó, khi về làm truyền thông thì họ không muốn ai đánh giá về mình, không muốn ai nói về mình, thì họ sẽ, kể cả khi chúng ta dùng lời nói, chúng ta nói nhắc tên họ mà họ đã đăng ký cái tên rồi, họ vẫn có quyền đánh. Đây là cái điều mà rất nhiều người, rất nhiều bạn không biết. Có thể là những người tham gia vào YouTube lâu thì họ sẽ biết rất nhiều cái, thậm chí là họ không có bản quyền cái trong cái video của mình họ vẫn đánh, đó gọi là đánh vơ, đánh cua, đánh vơ đấy, đánh lung tung đấy. Nhiều người đặt ra câu hỏi có phải rằng là một thế lực nào đó hay là một ai đó liên quan đến câu chuyện này muốn bịt miệng những người làm về câu chuyện, những sự bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng liên quan đến câu chuyện của ca sĩ Viu Anh. Dưới góc độ nhìn của Gas 8 TV thì Gas 8 TV nói cô chú anh chị và các bạn là trước kia trong câu chuyện những cái đấu tố liên quan đến ca sĩ Viu Anh thì cũng có những kênh YouTube đã bị gỡ bản quyền. Bản thân ca sĩ Thủy Tiên đây mới nói này, để cho mọi người biết là bản thân ca sĩ Thủy Tiên, ekip của ca sĩ Thủy Tiên hay là người cầm kênh của ca sĩ Thủy Tiên cũng đã đánh bản quyền hình ảnh đối với một số kênh YouTube
và gỡ hình ảnh đó đi. Nó là một cái gậy bản quyền. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cái câu chuyện này thì nó còn rất nhiều điều, và hy vọng là nếu như mình là người ngay thẳng thật thà thì cũng chẳng cần phải làm những cái vấn đề đó. Bởi vì cho dù đi chăng nữa thì với các ca nghệ sĩ cũng phải hiểu một điều là khi họ đưa ra những cái tranh cãi trái chiều thì tất cả những cái kênh YouTube đó cũng đều đang PR quảng cáo miễn phí cho họ. Chúng ta cứ nghĩ như vậy đi, bởi vì đó là sự thật, đúng không ạ? Giống như tạo xì căng đan để cho khán giả chú ý đến mình, nhưng trong cái xì căng đan đó thì rất nhiều người, người ta lại biết đến cái câu chuyện đó và người ta tò mò, người ta vào xem kênh, người ta xem những cái bản hit, xem những cái tác phẩm nghệ thuật của họ tạo ra xem là như thế nào. Đấy chính là lý do tại sao có rất nhiều ca nghệ sĩ đã tạo những cái xì căng đan, mặc dù những cái xì căng đan đó bản thân họ không liên quan. Ví dụ như Long Nhật không hề thuộc giới thứ ba, giới tính thứ ba, nhưng anh ấy vẫn tạo ra một cái xì căng đan như vậy, và cuối cùng là anh ấy có một gia đình rất là hạnh phúc và có những đứa con rất là kháu khỉnh. Đấy chỉ là một câu chuyện. Ví dụ như vừa rồi Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy, đúng không ạ? Câu chuyện ở đây là họ làm truyền thông như vậy để họ có những cái cách họ chia sẻ, họ nói khiến người khác chú ý đến mình, nhưng cũng có thể họ sẽ dùng cái câu chuyện đó để họ báo với các kênh YouTube kia rằng là tôi không muốn anh nói chuyện của tôi không muốn anh bàn chuyện của tôi, anh đừng xen vào chuyện của tôi, anh đừng có nói câu chuyện của tôi. Và một câu vẫn nói rõ với tất cả mọi người, kể cả ca sĩ Vy Oanh, nếu như mình là người quang minh chính đại thì không nên làm như vậy, bởi vì làm như vậy thì nó không chứng tỏ được cái gì cả. Các kênh YouTube họ lan tỏa, họ nói cái câu chuyện đó cũng là để họ kiếm tiền một cách bình thường, bởi vì câu chuyện của mình nó đang được mọi người bàn tán trên mạng xã hội. Nếu như họ không vu khống, không bịa đặt, không quy chụp thì chúng ta không cần làm những việc đó, đúng không ạ? Tất nhiên là khi lên mạng xã hội và đặc biệt là người công chúng thì sẽ có những cái đánh giá trái chiều khác nhau. Bản thân Trấn Thành ngày xưa cũng vậy, cũng đã từng đánh bản quyền, nhưng sau này Trấn Thành hình như là Trấn Thành đã nhận ra rất nhiều điều về câu chuyện liên quan đến truyền thông, cho nên là Trấn Thành cũng đã không dùng cái câu chuyện đó để đánh bản quyền các kênh YouTube nữa. SFTV thấy rằng là bản thân Trấn Thành sau này đã không đánh, còn có ai bị hay không thì SFTV không biết. Nhưng cái vấn đề ở đây chúng ta nói một câu là muốn bịt miệng nhau, bịt miệng người này, bịt miệng người kia, bịt miệng cái đúng hay bịt miệng cái sai. Cái quan trọng ở đây nhất là chúng ta không làm gì sai thì chúng ta cũng hãy cứ để cho mọi người bàn tán, chia sẻ. Không phải góc độ ở đây là góc độ cực đoan, mà góc độ khi là những người nổi tiếng thì hãy nhìn những vấn đề đó. Ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng, tôi không thích anh ấy, thật sự là tôi không thích anh ấy. Sau khi những cái đấu tố liên quan đến câu chuyện sao kê, câu chuyện từ thiện nó diễn ra, nhưng tôi cũng chưa thấy anh ấy đánh bản quyền ai cả. Về cái điều này thì tôi thấy rằng là về truyền thông, đây là mặt tích cực mà Đàm Vĩnh Hưng đã tham gia, đó là chấp nhận để cho những cái ý kiến trái chiều hướng về mình, khi đó rút ra kinh nghiệm, bài học và mang tính cầu thị thì nó sẽ được lòng khán giả, được lòng công chúng nhiều hơn, chứ không phải là dùng một cái thế lực nào đó để đi ngăn người này, ngăn người kia, ngăn kênh YouTube này, ngăn kênh YouTube kia nói. Nếu đây là sự thật về câu chuyện của ca sĩ Vy Oanh thì có lẽ không nên. Và cái điều mà SFTV muốn nói với cô chú anh chị và các bạn, cái mà ca sĩ Vy Oanh nói ở trong cái status của mình, đó là cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân để có được cuộc sống như mình mong muốn. Dù tất cả CEO chúng ta trong và sau Covid để tồn tại và phát triển chẳng dễ dàng chút nào. Câu này thì nếu như những người ủng hộ, yêu quý ở ca sĩ Vy Oanh, họ sẽ hiểu theo một cách. Nhưng những người có ý kiến trái chiều thì họ cho rằng ca sĩ Vy Oanh đang đá xéo vào Nguyễn Phương Hằng và những người liên quan đến trong câu chuyện. Đấy chính là những cái mà chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Có thể là khi mà chúng ta đăng lên những cái đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái ý kiến trái chiều. Nếu như cái ý kiến của chúng ta là một chuyện nhưng họ hiểu theo cái hướng khác thì lại là quyền của khán giả. Tất cả ở đây là chấp nhận những cái nêu ra được và chưa được. Cho nên câu chuyện ở đây, nếu mọi người đã thấy thì từ hôm qua đến giờ có rất nhiều kênh YouTube bị đánh bản quyền, bị gỡ video những cái đoạn ghi âm đó. Thì chúng ta thấy rằng là chơi như vậy có đẹp hay không? Và nếu như mình chơi như vậy thì sẽ được mọi người đánh giá như thế nào? Ở đây có lẽ nếu như thật sự có trong câu chuyện này thì ca sĩ Vy Oanh cũng nên xem xét. Và rõ ràng ở đây những cái sở status như của ca sĩ Vy Oanh nó sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu nhầm nếu như chị đang nói CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì tôi không biết là bên phía ca sĩ Vy Oanh sẽ nghĩ sao. Thế nhưng đây cũng khác gì một thông điệp gửi đến CEO Nguyễn Phương Hằng và bản thân những người tham gia trong câu chuyện cả. Sự thành đạt của Vy Oanh chị sẽ hưởng, chị nỗ lực chị hưởng, còn chúng tôi là những người
xem xét và đánh giá những cái câu chuyện đó khi những cái đó được công khai lên mạng xã hội, công khai trên trang cá nhân. Đó là điều mà Tăng Thuy vẫn nói với cô chú anh chị và các bạn. Quan trọng nhất là chúng ta làm gì, nhìn như thế nào để cho nó hợp lý, chứ không phải là chúng ta muốn bịt miệng người này, bịt miệng người kia khó lắm. Các cụ vẫn nói 100 năm thì bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đây là câu chuyện rất là rõ ràng nha cô chú anh chị và các bạn. Và hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho những sản phẩm MetaTV đang bán: đông trùng hạ thảo khô, đông trùng hạ thảo tươi, rượu ngâm đông trùng hạ thảo. Vừa rồi thì MetaTV cũng đã chuyển được một số hàng nhất định. Rất cảm ơn mọi người, cho dù là MetaTV bận việc mà mọi người vẫn ủng hộ, vẫn yêu quý, vẫn ủng hộ những sản phẩm MetaTV đã bán. Đây là những sản phẩm mật ong ngâm đông trùng hạ thảo, rượu ngâm đông trùng hạ thảo. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an. Và hãy nhớ rằng là chúng ta dù thế nào đi chăng nữa cũng là những người lớn. Hãy đưa câu chuyện của mình một cách tế nhị, hợp lý, chấp nhận những ý kiến trái chiều. Chúc mọi người sức khỏe.